Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ráp cái chế cái đèn xi nhan sau của Vinny X. Thì chúng ta ráp sang Accenter 150. Thì đây là cái bộ đèn của chiếc Vinny X, đèn sau xi nhan. Đây là xi nhan sau của Vinny X, hàng chính hãng. Đây là hàng chính hãng. Thì cặp đèn này thì nó tầm giá chừng khoảng 600 mấy 700 mấy. Đây là đèn zin. Bây giờ chúng ta sẽ mở yên lên và chúng ta tháo cái đèn cũ ra. Thì trên chiếc xe F150 này thì chúng ta tháo ráp cũng đơn giản thôi. Thì đây là cái đèn cũ, cái đèn xi nhan hột nút. Thì mình chế thì mình giữ là hai cái miếng mica màu xanh màu trắng. Thì lát nữa mình sẽ lấy cái miếng mica màu xanh là mình để ở phía ngoài, còn cái miếng mica màu trắng thì chúng ta bỏ vô trong. Mình giữ là hai miếng mica này chúng ta làm thì nó rất chắc chắn. Và đây là cái miếng mica. Các bạn chỉ cần lấy mũi khoan rồi chúng ta dòi cái lỗ cho nó rộng một xíu nữa để nó lột cái gờ của cái chỗ bát ốc trên cái đèn Vinny X. Chúng ta dòi cho nó lỏng ra. Mình làm như thế này thì nó vừa thẩm mỹ vừa đẹp và chắc chắn, không có rung nữa. Đây ha, do cho nó lột cái lỗ này. Chúng ta khoan thêm một cái lỗ nữa, cái lỗ này để luồn cái đường dây điện ra. Cái lỗ hồi nãy là cái lỗ đi cắt ốc, còn cái lỗ này là lỗ nó ra hai cụm dây. Đây, mình đã thực hiện xong một cái. Đó. À, nhìn rất hấp dẫn. Nhưng mà mình chỉ cần thêm mắm, thêm muối gì nữa thôi là quá tuyệt vời. Cái đèn xi nhan của Vinny X thì đó là cái đèn màu vàng ha, đèn led. Đây cái lỗ bắt ốc, ốc này là đèn 5 ly. Vậy là mình đã thực hiện xong hai cặp đèn. Thì
Bây giờ chúng ta chuẩn bị ráp vào cái xe Exciter 150. Mình chuẩn bị một con ốc 5 ly khoảng 3 phân rưỡi, 3 phân cũng được. Thì cái đèn Winner X này thì các bạn ráp cho chiếc ẹt 150 thì nó không cần gì phải nối dây chế dắt lại hết, bởi vì ở trên cái dắt của chiếc ẹt 150 này thì chúng ta vừa gà vô vừa y cái dắt của Winner X ha. Nó chỉ khác màu dây thôi, thì cái cọng dây mát của chiếc Winner X bên Honda là màu xanh, còn Yamaha thì nó là màu đen. Mình chỉ biết được dây mát thì còn lại dây nguồn rồi, thì chúng ta cứ nối dây màu đen ta nối vào dây màu xanh lá cây, xanh lục. Honda là mát là màu xanh lục, còn Yamaha là màu đen. Mình lốp miếng mica màu trắng là nằm phía trong. Rồi chúng ta siết ốc lại. Nhìn rất là chi là chắc chắn ha. Đây mình đã ráp xong một cái cặp đèn. Thì đèn xi nhan của Winner X mà chúng ta gắn lên chiếc ẹt 150 thì nhìn rất là độc lạ và nó cũng rất đẹp, đơn giản và đẹp. Đây là mấy cái đầu dắt phía bên xe S150. Và đây là cái dắt bên cái đèn của Honda Winner. Mình chỉ ghim trực tiếp vô là xong. Trước khi ghim chúng ta lấy kèm bốt sơ bên cái dắt của Honda dắt bên đèn của S150 để cho nó chặt lại. Rồi chúng ta giá vào. Chuẩn bị chúng ta thử cái đèn này. Thì các bạn xem video nếu mà thấy cảm thấy hay thì hãy đăng ký giùm ủng hộ kênh mình ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ chúng ta thử cái đèn này. Đây. Đèn. Đèn rất đẹp. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người.